1 b 3 x mũ 4 bằng 2 5 x bình cộng 4. Thì các bạn nhớ nè, các bạn chuyển vế đổi dấu thì bước đầu tiên các bạn phân phối vào đi ạ. Vậy là 3x mũ 4 nè bằng 2 nhân 5 là 10x bình nè, 2 nhân 4 là 8 nè. Sau đó các bạn chuyển qua một vế giúp lợi. Nhớ chuyển vế đổi dấu nè, cộng chuyển thành trừ nè. Cộng chuyển thành trừ nè. Rồi, ở đây là phương trừng trụng trùng phương nha các bạn. Thì nhớ giúp lợi phương trừng trùng phương thì các bạn nhớ làm bằng cách đặt ẩn phụ, đặt t bằng x bình. Và x bình của mình nhớ luôn luôn lớn hơn bằng 0, vậy t phải lớn hơn bằng bằng 0. Được chưa? Chỗ nào có x bình thay bằng t, chỗ nào có x mũ 4 thay bằng t, t bình. Vậy là 3 nhân t bình trừ 10t trừ 8 bằng bằng 0. Vậy mình đã quay về phương trừng bậc 2 1 1 ẩn. Thì các bạn xác định A nè, B nè và C. Vậy ta có A bằng 3, B bằng trừ 10 và C bằng trừ 8. Sau đó các bạn tính delta, delta bằng B bình trừ 4 lần A, AC. Ở đây các bạn tính delta phẩy vẫn được nha các bạn. Nhưng lỡ quen rồi, lỡ tính delta quen rồi thì sẽ bằng nè, trừ 10 tất cả bình nè, trừ 4 nhân 3 nhân cho trừ trừ 8. Sau đó các bạn hãy tính giúp lợi, bấm máy tính đi ạ. 10 10 bình trừ trừ thành cộng luôn nha. Cộng 3 cộng 4 nhân 3 nhân 8 bằng 100 190, chữ 16 lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân phân biệt. X1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a. X2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a. Và ở đây mình có delta rồi, vậy các bạn tính căn delta bằng 196. Lấy căn của nó ra 14, sau đó các bạn ráp nè, ra 10 cộng cộng 10 14 chia cho 2 nhân 3. Và các bạn bấm máy tính tương tự 10 trừ 14 chia cho 2 nhân 3. Các bạn bấm máy tính và các bạn bị sai chỗ này nè, các bạn cẩn thận nè. Đây là T đúng không ạ? Đang giải phương trình theo T mà ở đây các bạn ghi x là sai cái đầu tiên nè, thấy hay không ạ? Đó, cẩn thận giúp lợi. Được chưa? Rồi, thì các bạn tính giúp lợi này ra bao nhiêu ạ? 10 cộng cho 14. 10 cộng 14 chia cho 6 ra bao nhiêu ạ? Ra 4 nè. Đó. Và ở đây cũng vậy, 10 trừ 14 chia cho 6 bằng ra trừ 2 phần 3. Do t của mình lớn hơn bằng 0 nên cái này các bạn loại nè. Và cái này các bạn nhận nè. Và các bạn kiểm tra lại giùm lại hai cái nghiệm này có đúng không? Thì các bạn bấm như sau. Các bạn bấm on nè, mod 5 3. Xuất hiện A B C, bấm nè, 3 bằng trừ 10 bằng trừ 8 bằng bằng. Thì một nghiệm bằng 4 nè, một nghiệm trừ 2 phần 3. Vậy đúng rồi. Rồi tiếp tục như vậy ta có T chính là x bình, vậy là x bình bằng 4. Vậy muốn tìm x thì ta lấy căn hai vế, nhớ mũ chẵn hai giá trị cộng trừ căn 4 ra ra 2. Vậy các bạn kết luận S bằng cộng trừ 2. Ok không ạ?